Triển lãm ô tô Việt Nam lần thứ 8 với sự tham dự của 13 nhà sản xuất và nhập khẩu ô tô lớn nhất tại Việt Nam cùng 100 gian hàng công nghiệp phụ trợ. Mitsubishi
chơi những cái âm thanh ngoài xe đẹp và thấy rõ đây tiếng xe. Và đây là xếp của Mercedes. 2012 với nhà hàng Mercedes-Benz Việt Nam của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại vào Motor Show lần sau.